của Buka nấu gì vậy? Và ngày hôm nay Buka sẽ hướng dẫn các bạn làm một món rất là đơn giản. Mùa này là mùa của những trái bơ, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ làm một món liên quan đến bơ. Đây, trái bơ rất là ngon, chỉ một trái bơ như vậy thôi. Mình sẽ làm một món gọi là kem bơ. Thường thì mọi người nói kem bơ, mọi người sẽ suy nghĩ đến là kem bơ ở đây này, đúng không? Là có bơ dưới, sinh tố bơ dưới, xong rồi kem ở trên, rồi xong có dừa này kia nọ. Không phải. Lần này Buka sẽ hướng dẫn các bạn là một món ăn cho nó lạ miệng một chút xíu, thú vị một chút xíu. Và bây giờ Buka sẽ hướng dẫn các bạn nha. À không, bữa nay không là Buka đâu, bữa nay phải là cô Thơ. Cô Thơ làm kem bơ. Cô Thơ làm kem bơ. Kem bơ của cô Thơ bảo đảm sẽ rất là độc lạ cho các bạn xem. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ cắt chiếc bơ này ra, cắt đôi ra như các bạn làm sinh tố bơ thôi, đơn giản như vậy. Sao tôi có thể cắt chiếc bơ một cách ởn ờ vậy ta? Mọi người có thấy cái sự công của cái chiếc bơ không? Trời ơi. Ok, mình sẽ vượt qua thử thách bằng cách làm chiếc bơ ẩn. Mình sẽ chuẩn bị một cái máy xay sinh tố nha các bạn. Chúng ta sẽ bỏ bơ vào trong cái máy xay sinh tố này nha. Chúng ta phải nhớ khéo léo làm sao lấy bơ ra mà đừng có cho cái vỏ bơ nó bị rách nha. Nếu nó rách thì mình không làm được đâu. Rồi. Trong cái lúc này thì mình sẽ làm một cái công đoạn khác. Công đoạn cô thơ ngựa. Công đoạn cô thơ ngựa. Nếu như các bạn không có thì cũng không sao cả. Mình sẽ nấu chảy sô-cô-la ra để làm một cái lớp áo ở dưới cho nó gọi là nó đẹp đẹp, nó hấp dẫn á. Đầu tiên mình sẽ lấy một miếng bơ, bật bếp lên cho nóng, chờ bếp nóng. Sau đó chúng ta sẽ thảy cái cục bơ lạc này vào. Sau đó chúng ta sẽ bỏ những thanh sô-cô-la đen này vào để nấu chảy ra. Đây là lần đầu tiên làm, không biết thành công không nữa mà hướng dẫn mọi người. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, ăn thì sẽ ăn được rồi đó. Còn ngon hay không thì một lát nữa Buka ăn xong Buka sẽ kiểm định nha. Mình nấu chảy sô-cô-la. Không biết các bạn đã từng nấu chảy sô-cô-la chưa? Rất là dễ. Mình bỏ thêm một miếng bơ vô, xong rồi cho sô-cô-la đen vào. Trong quá trình chờ sô-cô-la nóng tan chảy ra thì chúng ta làm một công đoạn nữa, đó là các bạn lấy cái miếng giấy này nè, cái miếng kiến này nè, chúng ta sẽ bọc cái bơ này lại. Cái này là Buka tự chế nha. Cái này là cô Thơ tự chế nha. Có thể học theo hoặc có thể không, hoặc có cách nào đó thì có thể tự suy nghĩ và làm ra. Nhưng mà đừng có cho nó tớp và bọc như là không vậy. Bọc bình thường như vậy nè. Không biết mọi người có hiểu không, bọc như là không là sao ta? Bọc như là bọc lại bình thường thôi á. Ý Buka là vậy á. Bọc như là không bọc á. Không biết nói sao cho mọi người hiểu nữa. Nhưng mà ý là mình chỉ ốp nó vô vậy thôi, để cho nó bao bọc lại thôi vậy thôi, chứ đừng có làm nó mớp nha. Hay quá mọi người ơi, trong lúc nói chuyện với mọi người sô-cô-la dường như sắp khét rồi. Ôi giời ơi. Cũng là gọi là đặc đặc á. Bây giờ mình sẽ cho một miếng nước vô, mình khuấy ra nè, coi nó có được không nha. Chắc cũng được á. Tính ra hồi nãy là chưa giới thiệu nguyên liệu các bạn hôm nay cần có gì đúng không? Sơ suất của đầu bếp, xin lỗi. Nguyên liệu kem bơ của cô Thơ hôm nay gồm có là một trái bơ nha, một trái bơ. Rồi sữa đặc với lại cái này là kem sữa, kem
thêm sữa cho nó béo với lại sữa tươi. Mocha thì không dùng đường tại vì đường ăn ngọt nó cũng không tốt, cho nên chúng ta lấy sữa đặc là đủ rồi. Sau khi mà mình nấu chảy sô cô la rồi á, mình sẽ để ra đây. Lúc sô cô la còn đang mình sẽ lấy cái trái bơ hồi nãy mà mình quấn cái giấy lại, cái bọc lại đó, mình sẽ nhúng vào. Đi rửa tay. Trong cái thời gian mà mình chờ cho cái lớp sô-cô-la này nó cô đặc lại thì mình sẽ bắt đầu làm bơ ở phía bên trong nha. Đây, chúng ta sẽ, hồi nãy là mình đã lấy bơ ra rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ bỏ vào đường, sữa ốp bậy. Không có xài đường. Mình đã bỏ bơ vô, mình đã bỏ bơ vô rồi đúng không? Bây giờ mình sẽ bỏ sữa vào. Liều lượng thì một chiếc bơ tùy theo các bạn ăn béo nhiều ngọt nhiều thì bỏ sữa nhiều, béo ít ngọt thì bỏ sữa ít. Cái này nó thuộc về cảm giác nha. Mình cứ cảm nhận. Dạy nấu ăn của toàn là cảm nhận không? Các bạn phải tự cảm nhận nha. Sau đó thì mình sẽ bỏ sữa tươi vào. Rồi sau đó mình sẽ bỏ cái bơ này vào. Uống được. Nhà không có một bóng đàn ông. Được rồi, phụ nữ của chúng ta làm được tất cả mọi người. Được rồi, tôi cần nghĩ là mình sẽ bỏ hết cái sữa đặc này vào. Tùy vào cảm nhận nha, cảm nhận nó ngọt thì là nó mình ngưng lại, còn mình cảm nhận mà nó chưa ngọt thì mình cứ bỏ tiếp vào. Mình cứ cảm nhận như vậy đó. Nó ăn thế nào cũng dở thôi. Nhưng mà không sao. Lần đầu tiên mình sẽ rút kinh nghiệm để làm sao mình đánh nó vừa ăn hơn đúng không? Bây giờ mình sẽ bỏ lên cái máy xay. Máy xay sẽ tốt cho mình xay. Mình sẽ bỏ này vào tủ đá. Sau đó chúng ta bắt đầu tiến hành xay cái này, hỗn hợp này. Sau một khoảng thời gian xay cho nó mịn ra rồi thì chúng ta sẽ lấy xuống. Ôi ngon quá à. Vừa béo, ngọt vừa phải, vừa thơm nữa. Đúng là nấu ăn là phải cảm nhận thì mọi người đừng theo một cái công thức nào hết. Mình phải cảm nhận, mình thấy nó đủ là đủ, không đủ là không đủ. Hồi nãy mình thấy nó đủ đúng không? Cho nên bây giờ là nó đủ. Ngon quá. Sau khi mình bỏ tủ đông rồi thì bây giờ mình sẽ lấy ra. Có vẻ như là thất bại rồi mọi người ạ. Trời ơi. Không dính. Thật ra mọi người biết Mocha làm gì không? Thật ra Mocha định áo cái lớp này nè. Sau khi mình gỡ ra, cái mình gỡ cái bọc này ra, cái nguyên cái sô-cô-la này nó thành hình cái, thành hình cái này nè. Mình đóng khung, đổ khuôn á, thành hình cái này nè. Nhưng mà bây giờ hình như thất bại rồi. Tại vì cái lớp này, hồi nãy giờ mình để nước á, cho nên sô-cô-la nó không cô đặc được. Rất là mỏng. Bỏ qua cái này đi, coi như là nãy giờ chưa làm gì cái khúc này nha. Thực hiện tiếp cái quá trình làm kem bơ của cô thơ. Nếu như mà chúng ta không áo được sô cô la ngoài thì chúng ta sẽ áo sô cô la trong. Hồi nãy cô biết sô cô la tổng ở đây, bây giờ chúng ta sẽ bỏ nó vô trong đây. Đó, mình sẽ áo ở trong để cho nó có vị ngon hơn thôi, chứ thật ra là cũng không có công dụng gì khác nha. Thank you.
bơ chứ. Đó, sau khi mình áo cái lớp sô-cô-la thì nó sẽ như vậy. Và tiếp theo mình sẽ đổ cái hỗn hợp sinh tố bơ hồi nãy á, mình đổ vô đây. Đổ cái hỗn hợp sinh tố bơ vào trong cái trái bơ thì nó sẽ như vậy. Và tiếp theo mình sẽ bỏ một cái hạt sô-cô-la ở ngay giữa để làm cái hộp bơ. Ở nhà mình có cái này cho nên mình sẽ sử dụng cái này đỡ. Sợ nó chàng quá. Các bạn là người khác ăn thì nhớ phải bao tay đồ này kia nhé. Còn này Vuka tự làm Vuka ăn cho nên là Vuka sẽ ổn định bằng cách là làm như vậy, không phải mang bao tay gì hết để cho dễ làm. Ai ơi mà em ơi là mẹ em vui mừng với mẹ la làm gì sổ. Và sau khi bỏ vào tủ đông thì đây là thành phẩm của bơ. Cầm lên cho các bạn xem nha. Đây là kem bơ của cô thơ. Thì hồi nãy mình cắt nó hơi bị lòi lõm cho nên nó hơi bị chèn chè và không được đẹp cho lắm. Các bạn nhớ có cắt đó thì cắt cho đều nha, đừng có cắt như bu nha. Bây giờ mình sẽ thử xem mùi vị như thế nào ha. Giống bơ chưa? Có một cái lớp sô-cô-la ở ngoài giống như là cái vỏ bơ vậy á. Nó hơi đen đen không? Béo quá. Ngon quá. Đúng giống như là kem vậy đó, nó rất là béo luôn. Mà các bạn muốn làm kem bơ của cô thơ thì hãy làm theo công thức của cô nha. Rất là dễ, rất là đơn giản để chúng ta có thể có được một món kem bơ giống như vậy. À, cái này thì để dụ nít. Dụ mấy bé ở nhà mà không chịu ăn hoặc là lười ăn á, mình để mình dụ á rất là dễ nha. Vì nhìn nó hấp dẫn đến cái bơ này mọi người. Xong rồi ăn thì cái vị nó rất là ngon và rất là béo, nhờ cô bỏ vào cái kem sữa cho nên là nó rất là béo. Và cái vị bơ cũng giữ được nguyên thủy cái vị bơ, không có bị mất đi cái vị. Lại là một món ngon tuyệt vời, thật là ngưỡng mộ mình. Và cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu mà các bạn muốn làm kem bơ thì hãy làm theo Vu nha. Các bạn hãy xem thật là nhiều nè, rồi like, rồi share clip này. Và các bạn nhớ subscribe kênh của Vuka nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Các bạn muốn Vuka nấu gì thì hãy comment ở bên dưới cho Vuka biết, rồi Vuka sẽ nấu cho các bạn xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại.